cùng nghe nghe những tiếng chuông chạy đến. Có bao giờ các con tự hỏi tiếng chuông mà chúng mình nghe sẽ có tác dụng gì không? Vì sao mà cứ mỗi tiếng đồng hồ vang lên thì cả thầy cô và tất cả chúng mình đều nhắm mắt lại và cảm nhận tiếng chuông đó? Đây là một âm thanh cô tin là tất cả chúng ta đã nghe hàng ngày. Giờ là thời khắc để tất cả các con cùng nhau ngồi tĩnh lặng, để yêu thương, để cùng nhau cảm nhận sự hiện diện có mặt của những người bạn, của thầy cô. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trân quý tất cả những gì đang có mặt tại mái trường xanh Tuệ Đức. Chặng đường 5 năm học vừa qua tại mái trường xanh Tuệ Đức là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của chúng ta. Dưới mái trường này, chúng ta cùng nhau nhận được sự dạy bảo tận tâm, đầy nhiệt huyết của thầy cô, sự vô tư trong sáng của tình cảm bạn bè. Chúng ta được cùng nhau gieo mầm yêu thương, cùng nhau hiểu biết và cùng nhau hướng đến những ước mơ của mỗi chúng mình. Có bao giờ các bạn tự hỏi vì sao mỗi năm học chúng mình lại có tên? Năm học đầu tiên, thầy cô và các con đã cùng nhau đi qua chặng đường của năm học sự hiểu biết. Trên con đường của cuộc sống, chúng ta luôn hiểu biết của chính chúng mình, hiểu biết thế giới xung quanh, cùng nhau học hỏi bạn bè, thầy cô các kiến thức qua sách vở, không ngừng khám phá. Và chúng ta đối diện với những thách thức. Rồi năm học thứ hai là năm học của sự tử tế. Tử tế là một phẩm chất quý báu, hãy luôn giúp đỡ người khác, biết chia sẻ yêu thương và biết lắng nghe. Mỗi hành động nhỏ nhất của chúng ta, đó chính là những hạt mầm của sự tử tế. Năm học thứ ba là năm học của sự trưởng thành. Trưởng thành không phải là việc lớn lên bởi thân xác. Trưởng thành đó chính là việc lớn lên của tinh thần, của khả năng tự quản lý, của việc đối diện và trách nhiệm, dám sống cống hiến, sống hết mình. Hãy luôn trưởng thành trong suy nghĩ và hành động các con nhé. Năm học thứ ba là sự biết ơn. Biết ơn là trân trọng những gì tốt đẹp trong cuộc sống, trong gia đình, bạn bè, thầy cô. Hãy luôn để tặng cho chúng ta những giây phút, những hành động của sự biết ơn. Hãy luôn tưới tẩm những giọt, những hạt mầm của sự biết ơn được đâm hoa kết trái. Và năm học cuối cùng, đó chính là năm học của sự hạnh phúc. Hạnh phúc chắc chắn là mục tiêu cuối cùng của tất cả các con, của tất cả thầy cô. Và sự gắn bó, tìm kiếm trong những điều nhỏ nhất đối với người thân, với bạn bè. Hạnh phúc không phụ thuộc vào điều kiện mà phụ thuộc vào chính chúng ta. Chúng ta hãy đưa bàn tay của mình ra và cầm lấy đôi bàn tay của người bên cạnh. Chúng mình hãy cầm tay của bạn bên cạnh ạ. Chúng ta hãy cùng nhau gắn kết yêu thương dưới mái trường xanh, để cùng nhau gieo tiếp những hạt mầm tiếp theo, để cây hiểu biết, yêu thương, nghị lực sẽ cùng nhau nở hoa kết trái. Rồi, mời các bạn nhẹ nhàng từ từ mở mắt ạ.